buổi chiều vui vẻ và mát mẻ anh em ơi. Giải nhiệt buổi chiều ngày nay ngày mấy mình cũng nhớ nữa, của tháng 7. Chúc được em Civic về đội của anh khách chạy dịch vụ ở Long An. Bên mình thì còn quá trời xe anh em qua lựa thoải mái nha. Tầm trăm mấy, 200-300 là nhiều lắm anh em qua lựa. Rất là nhiều dòng xe. Có xe mà có bớt, có chạy thử là có bớt anh em nha. 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, số sàn, số tự động, máy xăng, máy dầu đủ quá trời. Xe taxi cũng có, gia đình cũng có, xe lỗi nhẹ nhẹ cũng có luôn, xe lướt cũng có luôn anh chị. Mình bán mình không có phải nói điêu như chỗ khác đâu anh em nha. Taxi nữa taxi, gia đình nói gia đình, xe cỏ là nó xe cỏ anh chị ha. Xe chất là xe chất anh chị nha. Nào ra cái nào mới được chứ. Giống như mấy con xe có cỏ này mà nhớ chất lắm anh chị nha. Nỉ rin, tấp ly, nỉ rin, trần nỉ rin, sàn rin luôn anh chị nha. 60 triệu. Ở những chỗ khác người ta bán 50 triệu, 45 triệu vẫn có. Nhưng mà quan trọng cái chất xe, cái tiền nào của nấy anh chị. Anh chị phải đến đây mình xem xe, mình lái thử, mình chạy thử mình mới cảm nhận được chiếc xe như thế nào. Chứ mình đừng có nhìn qua hình, chiếc xe thấy cục chiếc Camry này, thấy ở chỗ đó sao tự nhiên người ta bán Camry giống vậy, người ta bán có 150 mà sao chỗ này người ta bán 175 triệu. Đó, một chiếc xe gian vậy luôn, nhưng mà khi anh em bước vào anh em chạy thử anh em mới biết, và được nhìn cái nội thất anh em mới biết, và nhìn cái hầm máy mới biết. Cái dòng này nó có bản thiếu và bản đủ giống như vậy. Con này là bản đủ, hai túi khí và phanh là phanh ABS. Đó, và chiếc xe là xe người ta là biển xanh xuống biển trắng là xe cơ quan ngày xưa. Mà những chiếc xe cơ quan là anh em biết rồi đó. Chạy chưa tới định kỳ bảo quản là bảo dưỡng là người ta đi bảo dưỡng trước rồi. Tại vì anh em biết sao không? Anh em nào làm trong nghề anh em mới biết, hoặc là anh em làm cho công ty anh em mới biết, chưa tới định kỳ bảo dưỡng vẫn đi bảo dưỡng. Tại vì sao? Tại vì đi bảo dưỡng sớm để anh em mình lấy lúa. Lúa từ đâu thì lúa từ quá đen đỏ anh em ạ. Anh em làm công ty xí nghiệp anh em mới hiểu. Mình thì cái gì mình cũng trải qua rồi mình mới hiểu được anh em nha. Máy xăng máy dầu mà quá trời luôn anh chị. Rất là nhiều dòng xe. Anh em qua tham khảo lái thử chạy thử của anh Thành Bến Tre nha. Hai cửa cũng có luôn, hai cửa con kia cốp, hai cửa cho anh chị đẹp lắm. Đó, hai cửa thể thao, cửa sổ trời. 310 triệu ha. Rất là nhiều anh em qua lựa chạy thử vô tư nha. Có bán trả góp, có bán thiếu, có bán nợ luôn, nợ xấu gì cũng cho nợ được bình thường anh chị, quan trọng mình thích mình cho nợ thôi. Không quan trọng anh chị ha. Nhưng mà đừng có giật em được rồi. Giật em tới nhà nó còn có chuyện. Đó, anh em nào xem được thì alo cho em qua số 0866678971 nha. Em Thành Bến Tre. Cảm ơn anh em nhiều. Chúc em buổi chiều vui vẻ và thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc nha. Cảm ơn anh em. Anh em nào chưa đăng ký vui lòng một nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn từ Thành Bến Tre nha.